400 triệu bảng liệu có đủ để Ten Hag đi chợ mùa này? Chúng ta đã chứng kiến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, tất cả các đội bóng đều đầu tư mạnh tay và Man United thì không làm thế. Huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ sau khi cùng Quỷ Đỏ đánh bại Fulham trong ngày trận đấu hạ màn mùa giải. Năm nay, đội chủ sân Old Trafford đã đem về một danh hiệu Carabao Cup, về thứ 3 tại Premier League và chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Những chiến tích có thể được xem là thành công trong mùa giải đầu tiên của ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết thêm, ba lãnh đạo đội bóng hiểu rằng nếu muốn lọt vào top 4 và cạnh tranh với những đội bóng mạnh ở giải Ngoại hạng Anh, bạn cần phải đầu tư. Bằng không, bạn đơn giản là không có cơ hội vì đội bóng nào cũng sẽ làm như thế. Tuy nhiên, đây có thể được xem là lời nhắc khéo của Ten Hag cho công tác chuyển nhượng mùa hè này, hay xa hơn là tham vọng của đội đỏ thành Manchester. Trong 6 mùa giải gần nhất, họ chứng kiến kẻ hàng xóm Man City lên ngôi đến 5 lần. Lần còn lại là nhìn Liverpool, một đối thủ không đội trời chung giành chức vô địch. Trong khi đó, đã 10 năm rồi, Quỷ Đỏ rời xa danh hiệu Premier League và những danh hiệu như Carabao, FA là không đủ. Trong kế hoạch chuyển nhượng của Man United mùa hè này, Man United đang nhắm tới 3 ngôi sao của đội tuyển Anh và ưu tiên hoàn thành các thương vụ nhanh nhất có thể, tránh lặp lại thương vụ Frankie de Jong như mùa hè năm ngoái. Ở vị trí tiền đạo, sự lựa chọn số 1 là Harry Kane. Chân sút có 30 bàn thắng tại Premier League mùa này và không cần lo lắng về đẳng cấp hay khả năng hòa nhập. Mức giá của Kane sẽ rơi vào khoảng 80 đến 100 triệu bảng, tùy thuộc vào độ chịu chơi và khả năng đàm phán của Quỷ Đỏ với Daniel Levy. Tiếp đó là cặp đôi tiền vệ Mason Mount và Declan Rice sẽ dự kiến muốn tốn tiền 140 triệu bảng. Mason Mount là cái tên phù hợp với phong cách mà Erik ten Hag đang áp dụng tại Quỷ Đỏ, cũng đang có ý định ra đi sau khi mất vị trí ở Chelsea. Ở trận đấu hạ màn này, tiền vệ người Anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Anh cũng nghiêng về phía đội chủ sân Old Trafford nếu rời mái nhà Stamford Bridge. Mức giá của Mason Mount được cho là 55 triệu bảng khi cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng. Phía Chelsea muốn thu về 80 triệu bảng, nhưng khả năng không nhỏ sẽ chấp nhận con số 55 đến 60 triệu. Đây sẽ là sự thay thế hợp lý cho Christian Eriksen, tiền vệ có phong độ tốt nhưng không còn sung mãn về thể lực. Tiếp đó, Declan Rice vốn được xem là mục tiêu ưa thích của MU kể từ thời Ole Gunnar Solskjaer. Những phẩm chất, kỹ năng và khả năng thủ lĩnh của Rice khiến anh trở thành món hàng hời với các đội bóng Anh. Dù vậy, mức giá dành cho tiền vệ sinh năm 1999 là không hề rẻ. Phía West Ham mong muốn 100 triệu bảng hoặc nhiều hơn cho ngôi sao của mình, nhưng sẽ phải cân nhắc nếu không muốn mất trắng vào hè 2024. Bên cạnh hàng tiền đạo, vị trí cần bổ sung nhất, huấn luyện viên Erik ten Hag muốn tăng cường tuyến giữa sau khi chứng kiến các cầu thủ căng sức ở mùa giải năm nay. Eriksen, Van der Beek dính chấn thương, Casemiro hai lần bị treo giò dài hạn, Quỷ Đỏ chỉ còn Bruno Fernandes là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất. Trong khi đó, tương lai của Marcel Sabitzer còn chưa rõ ràng. Nếu quyết định mua đứt tiền vệ người Áo, MU sẽ tốn khoảng 15 đến 20 triệu bảng. Chưa kể, Fred sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này. Scott McTominay cũng nhận được lời đề nghị từ Newcastle. MU cần bổ sung ít nhất hai cái tên để cân bằng đội hình. Trong trường hợp họ quyết định chia tay Donny van de Beek, một tiền vệ khác cũng sẽ được đưa về. Trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, cái tên từng xuất hiện trong tầm ngắm của Man United dễ để thấy đó là Yuri Tielemans. Cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè này với Leicester. Ngoài ra, Arjen Rabiot cũng đang hy vọng gia nhập MU. Chính câu lạc bộ anh đã từ chối vào mùa hè năm ngoái. Sau khi trải qua các cuộc đàm phán sơ bộ, cầu thủ người Pháp quyết định không gia hạn với Juventus. Anh đang chờ những cuộc gọi tiếp theo từ Erik ten Hag. Sau khi vá được hai tuyến trên, MU sẽ phải tính đến vị trí phòng ngự. Harry Maguire khẳng định muốn ra sân nhiều hơn trong mùa giải thứ tư của Quỷ Đỏ. Nhưng có lẽ trung vệ người Anh khó lòng chấp nhận tình cảnh phải ngồi dự bị. Nếu Maguire ra đi, MU sẽ dồn sức chiêu gộ quái thú của Napoli, trung vệ người Hàn Quốc Kim Min-jae đang được định giá 50 triệu bảng. Trong nỗ lực tăng cường vị trí nơi hàng phòng ngự, công tác chuyển nhượng MU đã nhận được báo giá cho một trong những mục tiêu của mình, đó là thủ thành David Raya, người đang khoác áo Brentford. Tuyển thủ người Tây Ban Nha được báo giá 40 triệu bảng, khẳng định từ huấn luyện viên Thomas Frank. Ông cho biết, tôi nghĩ rằng có những câu lạc bộ chỉ cần một thủ môn để bán. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần và cậu ấy có giá 40 triệu bảng. Brentford là câu lạc bộ bán cầu thủ. Tôi không nghĩ là điều đó là bí mật. Các đối tác cần đáp ứng được mức giá nếu muốn người của chúng tôi. Dù vậy, tôi khá chắc chắn rằng các cầu thủ, bao gồm cả bản thân tôi, đang rất hạnh phúc tại đây. Man United hiện tại đang sở hữu David De Gea, người vừa nhận danh hiệu găng tay vàng Premier League khi là thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất. Dù vậy, phong cách cổ điển của De Gea ảnh hưởng tới quá trình lên bóng và lối chơi mà Erik ten Hag đang áp dụng. Bởi vậy, chiến lược gia người Hà Lan không loại trừ khả năng chiêu mộ thêm một người khác đèn. Cùng với đó, tương lai của Edin Henderson là đề tài được thảo luận. Hiện tại, Man United vẫn trong đang quá trình đàm phán với De Gea. Trong trường hợp ở lại, De Gea sẽ phải chấp nhận giảm lương.
Ở chiều ngược lại sẽ có những cái tên phải ra đi. Harry Maguire, Scott McTominay và Anthony Martial dự kiến sẽ đem về hơn 100 triệu bảng. Fred khả năng cũng sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford khi hết hợp đồng. Như vậy, MU sẽ tiêu tốn khoảng 400 triệu bảng trong mùa hè này nếu theo đuổi tất cả những mục tiêu hiện tại. Điều này sẽ phụ thuộc vào độ chịu chơi của đội chủ sân Old Trafford và quá trình chuyển giao đổi chủ ở MU, chứng tỏ tham vọng của họ cho dù chủ mới có là ai. Nhờ vào lợi thế được tham dự UEFA Champions League và đang trong quá trình phục hưng, nên MU sẽ được giới chủ đầu tư rất mạnh ở mùa giải tới. Không những vậy, mà đây còn được cho là câu lạc bộ có sức hút với những cầu thủ lớn, có mong muốn đạt được nhiều danh hiệu. Với bề dày lịch sử thành tích, hứa hẹn kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây của Man United sẽ cực kỳ sôi động.